nhân TV xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh và hôm nay là ngày thứ ba cách ly toàn xã hội và Khánh Nhân TV xin chúc anh chị và các bạn có một ngày ở nhà thật là vui vẻ và chúng ta nên ở nhà và Khánh Nhân lại tiếp tục chia sẻ đến anh chị và các bạn một cái video clip. Hôm nay thì Khánh Nhân TV sẽ trả lời anh chị và các bạn vì hôm qua các bạn comment rất là nhiều những cái nội dung và Khánh Nhân TV thì buổi sáng chăm sóc dâu tây và lại quay cho anh chị xem. Thứ nhất thì hôm nay thì Khánh Nhân TV chắc là trả lời cho anh chị và các bạn về nước này. Thì có một bạn comment rằng là tưới nước bằng cái gì. Thì anh chị và các bạn thấy thì nhà Khánh Nhân TV thì trồng toàn và trồng chậu nhá. Trồng chậu anh chị nhá. Thì cái giá thể thì bây giờ thì Khánh Nhân TV sẽ lại một cái chậu này quay cho anh chị và các bạn xem này. Đây là những cái mà dâu Khánh Nhân TV lấy từ cái ngó ra. Đây là cái giá thể. Giá thể này thì Khánh Nhân TV trộn từ đất Chipat này và phân bò khô, tức là tất cả đều mua ở ngoài cửa hàng anh chị nhé. Rồi sau đó về trộn với một chút đất vườn cộng với lại một chút phân vi sinh cái loại mà phân gà đặc chế anh chị nhé. Cái này đều bán ở ngoài cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật hết. Thì cái này thì nó rất là xốp, anh chị có thể thấy được đây. Một số anh chị trồng thì nghe nói là trồng thì nó có bị thối với là rễ, nhưng mà những cái cây như thế này thì Khánh Nhân lấy từ ngó ra là nó rất là ok này. Đấy, nó bắt được cái rễ nó bắt xuống cái là nó bén, cái là khi mà nó thành cái cây thì anh chị có thể thấy được là nó khi mà nó như thế này rồi thì cây là bắt đầu nó gặp đất là nó lên thôi nhá, nên là rất yên tâm. Và nhớ là phải thoát nước, đó là rất là về giá thể trồng nhá. Về giá thể trồng thì cố gắng là cho đất nó xốp. Một cái nữa là tưới nước thì anh chị và các bạn là chủ yếu là nếu như ở Tây Nguyên thì nó rất là nắng. Ở Tây Nguyên nó rất là nắng cái gì nhá, nắng và hiện tại thì đang là cái mùa khô. Cho nên là bây giờ thì nó khô như thế này, nhưng mà những cái chậu mà nếu như mà không được phủ mặt như thế này anh chị này. Nếu không được phủ mặt như thế này nhá thì như này, phủ mặt như thế này thì buổi chiều là nó đã khô. Cho nên là buổi chiều thì là thường là phải tưới cho nó đẫm một chút. Thì buổi sáng thế này thì sau buổi chiều là nó khô. Còn không biết là ở chỗ anh chị thì các bạn thì nó có bị nắng không thì chúng ta tùy vào tình hình thực tế, chứ còn bỏ tưới như thế nào thì rất là khó, bởi vì dâu nó cũng không cần nhiều nước lắm, nhưng mà nó khô quá thì nó cũng chết. Thì chúng ta phải nên giữ cái mức độ, tức là nó vừa có đủ một chút độ ẩm, và chúng ta nên là những cái Khánh TV đây anh chị các bạn còn dùng cái này thì Khánh TV dùng rêu rừng khô, còn anh chị các bạn không thì có thể dùng cái lưới đen chúng ta phủ vào cũng được nhá. Thì đó là về cái giá thể này, tưới nước này. Còn một cái nữa là anh chị và các bạn thì cũng có comment, tức là những cái cây dâu như Khánh Nhân TV nó rất là nhiều ngó, thì có một bạn lên đấy chắc là cũng kinh nghiệm trồng cây rất là nhiều, thì những cái dâu kiểu như là giá thể trồng bằng cái mô gì thì nó ra ngó rất là nhiều, và đặc biệt thì vừa ra ngó nó vừa cho ra trái luôn. Thì đấy là cái đặc điểm của cái mô. Ở đây thì Khánh Nhân TV có cái đây anh chị nhá, cái dâu mà cũng không phải là cái mô, tức là cũng mua cây về đánh. Thì cái này thì cũng nó cũng cho thấy là cái ngó rất là ít thôi, không có nhiều, không có nhiều ngó nhá. Đấy thì về cái ngó là như vậy. Còn nhà Khánh Nhân thì không bao giờ là thụ phấn cho hoa dâu tây chị nhá. Một là nó tự thụ phấn, hai là ong ở đâu đó nó tự phấn, bởi vì bản chất của dâu thì Khánh Nhân chưa bao giờ từng thụ phấn đâu. Cho nên anh chị cũng cứ yên tâm, nếu mà chúng ta mà có dâu mà nó ra hoa thì chúng ta cũng cứ kệ nó thôi, nói chung là nó là tự nhiên thôi anh chị nhá. Đấy. Thì đó là một số những cái mà hôm nay thì Khánh Nhân chia sẻ, và cũng cố gắng mà mỗi ngày nghỉ cách ly toàn xã hội đó thì sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn những cái view clip. Trong quá trình mà anh chị mà có cái thắc mắc thì cứ comment. Đấy thì về tưới nước thì Khánh TV tưới bằng nước giếng anh chị nhá, tưới bằng nước giếng này. Và đặc biệt thì cái mà nước máy đấy chị, ở nếu anh chị các bạn thành phố nước máy thì thường là nó có clo nhỉ nhá. Nếu như mà anh chị mà tưới trực tiếp thì có thể là cái clo mà nó có nắng nữa là nó cũng ảnh hưởng nha. Nên chúng ta để ý một chút.
Đây là dâu New Zealand đấy. Một số quả, có một số quả hôm qua ái sót thì bây giờ nó đã bị đấy, nó bị hỏng mất rồi. Đấy thì anh chị và các bạn bây giờ thì Hen sẽ chia sẻ đến một cái như thế này này. Khi mà chúng ta trồng dâu xuống á, mà nếu như là khi mà chúng ta dùng ngó, cấy bằng ngó hoặc là những cây dâu mà nó xuống mà nó bị héo thế này thì thông thường là nó như thế này thì là rễ nó đã bị hỏng rồi anh chị nhá. Rễ nó bị thối hoặc là nó bị một lý do gì đó, không biết là do giá thể hay là một cái gì, nhưng là nó đã như thế này thì nó lại bị thối và chúng ta nên bỏ đi. Còn nếu như mà nó thối quá mà nếu như mà có thể cứu được cái rễ nó chưa đen thì chúng ta cứu, còn không thì bỏ, chúng ta nên bỏ đi và chúng ta trồng cái khác các chị nhá. Đấy thì sáng hôm nay thì một chút, cứ một buổi sáng cố gắng chia sẻ đến anh chị và các bạn những cái video clip về về dâu tây, thì chúng ta cố gắng là giữ cái tâm trạng cho nó thật thoải mái ha. Mới được 3 ngày anh chị nhá, còn rất là dài dài, còn tới mười mấy ngày kìa. Chúng ta cố gắng và cố gắng chúng ta tìm một cái niềm vui gì đó để thứ nhất là chiến thắng với lại cái đại dịch này, và đặc biệt thì có thời gian để chăm sóc gia đình hơn, gần gũi gia đình hơn và chăm sóc dâu tây anh chị nhá. Đấy thì hôm nay thì cái anh TV muốn chia sẻ đến anh chị và các bạn như vậy, và xin chào và chúc anh chị và các bạn một lần nữa sức khỏe, vui vẻ và luôn thành công trong cuộc sống, và chúng ta nên vui ha, vui vẻ, và đặc biệt là ở nhà. Hiện tại thì Khánh Nhân TV ra ngoài đường thấy là rất vắng anh chị nhá. Thì công việc thì ra ngoài một chút, chứ cũng không phải là đi ra ngoài đâu, đi ra ngoài đi đi lang thang, mà đây là dâu thì nó ở vườn ha. Và xin chào, hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái clip tiếp theo nhé. Bye bye.